Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay đó là một ngày đặc biệt, đó là ngày Minh sẽ gửi cái con Ninja 400 cho một anh ở Hải Phòng. Anh rất là quý mến Minh, cho nên anh rất là nhiệt tình, cho nên bây giờ Minh vệ sinh xe nè, rồi thay nhớt xe, thay nước mát, rồi dưỡng sơn cho ảnh, để bắt đầu Minh gửi chiếc Ninja 4 từ Sài Gòn ra ngoài Bắc. Thì đây Minh có thêm một câu chuyện nữa, là cái con này Minh không kịp quay clip nè, qua kể cho anh em nghe câu chuyện này rất là vui nè. Đây là con CBR150R ha, là của một người mẹ. Người mẹ đó mua tặng cho con gái của mình. Thì hồi xưa người mẹ đó cũng đã từng chạy con tay, chạy 67 lúc mà thời cô đó còn trẻ. Thì bây giờ cô đó muốn mua cho con mình một chiếc xe. Thì con bé nó rất là thích R15, nhưng mà sau một hồi tư vấn thì con bé lại chọn CBR150R, bởi vì ghi đông cao, thoải mái, nhỏ gọn hơn R15, với lại Honda nó ít rớt giá hơn ha anh em ha. Và con này chỉ có odo mới có 4.000 mấy thôi. Và người mẹ này đã qua, lúc đầu chưa có xe đâu nha anh em, chưa có chiếc này, là người mẹ qua là nhờ Minh, gặp Minh trực tiếp với Minh, là nhờ Minh kiếm giùm con xe này. Và người mẹ sẵn sàng cọc hết tiền một con xe luôn, chừng nào có thì chạy qua lấy xe thôi. Thì hiện tại là đã có xe rồi, đang chờ đồ zin, đang chờ chủ xe gửi cái bô zin với lại cái bát biển số zin để cho Minh ráp lại zin để mình sang tên cho nó dễ á. Đó, đây quay qua đây cho anh em xem mà nó có sẵn cái bô độ. Thì bây giờ phải về zin tại vì sợ ồn ào á. Đó, rồi đây, nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay đó là Ninja 400 ABS. Odo 9K, xe như mới luôn. Chuẩn bị bây giờ mình vệ sinh sạch sẽ xong rồi mình sẽ dắt em nó ra bến xe ga Tàu Lửa, rồi gửi cho anh ở ngoài Hải Phòng. Đó, anh xem clip này thì hãy ngắm em nó nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ảnh đang trông móng chừng ngày á, ảnh nói là chừng nào gửi ra đó là ảnh xin nghỉ một ngày để anh đi đón xe về. Thì con xe này Minh đã cà số khung số máy cho ảnh hết rồi. Rồi Minh rút gốc tùm lum hết, nói chung là nhiều lắm, nó qua nhiều công đoạn, bữa giờ 2 ngày mới xong á. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt cho Ninja 400. Đó, thì đây là ốc nhớt của Ninja 400, nó nằm ở chỗ này nha anh em. Anh em nào có chơi Ninja 400 thì mình nhìn vô mình cũng biết đó. Thì ốc nhớt nó nằm chỗ đó. Nhớt còn rất là mới nha, thấy không? Nhớt còn rất là trong. Nhưng mà mình muốn là anh em đi xe về thì mình đi, mình mua xe mới á, mình mua xe mới thì mình phải thay nhớt mới để mình biết bảo trì bảo dưỡng. Chứ nhớt này biết là nó còn xài được, biết là nó còn sử dụng được, nhưng mà sao ta, nhưng mà mình đâu biết nó còn chạy được bao nhiêu ngàn cây ở đâu, mới lỡ chạy lố thì xe nó dễ bị hư ha. Đây, và bây giờ mình tiến hành thay nhớt cho con xe Ninja 400. Thay dòng nhớt cũng tốt nhất, phải là nhớt tốt nha anh em. Đi mô tô phân khối lớn thì anh em chịu khó, đừng có sử dụng nhớt thường thì nó sẽ không tốt cho xe. Tại mấy những con phân khối lớn nó hoạt động rất là nhiều. Màu xanh dương, nó có màu xanh dương. Thầy chạy trai ơi, hoài luôn á, làm không làm á, lúc nào cũng bắt xin đồ hết. Thì á anh em, mấy cái nhớt này là Minh tự mua về thay cho xe nha, chứ Minh chưa được bất kỳ hãng nhớt nào tài trợ nha anh em. Minh mua về để thay á, Minh nhập về để thay á, chứ không ai tài trợ hết. Mình thấy loại nào ok á thì mình mua về để anh em xài chung thôi. Một lít mà sao đổ lâu vậy? Đó, bây giờ đổ tiếp bình thứ hai, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Cái gì vậy? Mày hửi gì vậy? Thơm mùi gì? Thơm mùi tiền. Không, thơm hả? Cái mùi gì? Mùi gì?
chia sẻ cảm nghĩ coi mùi gì. Mùi gì ba? Mùi nho. Mùi nho hả? Coi gà đen đổ mà hửi hoài, hửi hửi thành siêu nhân đó ba. Mùi xinh xiêu hả? Khi mà chúng ta thay xong á thì chúng ta phải để máy lên một xíu để cho nhớt nó bơm lên. Nó bơm lên các chi tiết trong động cơ nha anh em. Đó. Rồi. À, mập. Xịt dưỡng sên luôn đi. Tại vì mình di chuyển ra đó không biết bao nhiêu ngày á cho sên nó khỏi bị xét. Dưỡng sên là cổ đức nha anh em. Chúng anh em muốn dưỡng sên thì phải có một cái bên nâng nó nâng lên. Nâng lên rồi quay bánh dưỡng, không được để số nha anh em. Quay thôi, lấy tay quay thôi, đó lấy tay quay nhìn mập nè, xịt vô. Dưỡng vô. Đó. Đó. Đó, rồi. Bây giờ xong hết rồi nha, xong xuôi hết rồi. Giờ tụi mình sẽ tiến hành đem xe ra bến xe. À, rất là đẹp. Con này chờ ráp đồ zin. Con này mà chưa có chủ rước nè. Đó. Rồi, ok. Let's go. Bây giờ anh em mình tháo biển số ra để rút gốc. Ga Sài Gòn anh em. Đó, ga Sài Gòn. Tháo biển số. Đây, đây là cái máy hút xăng nè. Khẩu trang đẹp không em? Khẩu trang quá đẹp luôn. Dạ. Người nhận cái gì nha? Người nhận. Chờ em xíu. Đó, bây giờ mình làm thủ tục để gửi ra. Thì thủ tục nó cũng rất là đơn giản ha. Thủ tục rất là đơn giản. Rồi. Tiền gửi xe ra đó là 2,5 triệu nha. Đó. Gửi lên gia 4 là 2,5 triệu rồi. Có bill đàng hoàng. Thôi giờ về mập. Rồi như vậy là xong nha anh em. Đó, như vậy là xe đã xong. Chúc anh Trung được có những trải nghiệm thiệt là tuyệt vời với lại chiếc Ninja 400. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Còn xe này thì có hiển thị số nè. Khi mà những người mới tập chơi xe nó có hiển thị thông số rất là dễ chạy ha. Biết là mình đang ở chạy số mấy. Ở Ninja 300 thì nó chưa có ha. Cái đời này thì đã cải tiến hơn. Rồi chìa khóa là để lên đây luôn. Đây hai chìa khóa zin 2 chìa để lên đây luôn. Ừ, mã đầy đủ thì xe chủ cũ đi kỹ mà. Chủ cũ đi mới cực kỳ mới. 9 ngàn. Ồ đồ 9 ngàn. Đã thay nhớt xịn, nước mát xịn. Rất là phê. Đó, cho anh em ngắm lại lần cuối. Bye bye. Bye bye N4 nha. Tạm biệt. Thì đây là quá trình anh em của tôi đi gửi xe. Thực sự á, gửi xe nó rất là cực nha anh em. Cho nên tại vì anh này anh rất là nhiệt tình, cho nên mình cố gắng mình sẽ gửi cho anh sớm để anh có trải nghiệm xe, anh chạy xe. Đó. Rồi xe quá rẻ luôn. 116 triệu thôi. 116 triệu. Rất là đẹp. Rồi tạm biệt anh em.
Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Maker. Hẹn anh em ở những clip sau nha. Tạm biệt.